Hello, xin các bạn quay trở lại kênh của Rock2P nha. Và hôm nay mình đang có mặt ở trong một cái nick của một thành viên rất nổi tiếng của một nhóm nhạc K-pop luôn các bạn. Đó chính là cái nick RF58 Rose nha mọi người. Vâng, gần đây thì Blackpink lâu lắm mình không thấy comeback rồi, hóa ra là bận đi chơi Rise Kingdom Việt Nam ạ. Và hôm nay thì Rose có nhờ mình đó là đập mấy món cam cũng là review hộ cái ạc của em ấy, là xem là cái nick của bạn ấy thì khủng như thế nào nha. Đầu tiên là về sức mạnh đi, hiện tại cái nick của chúng ta đang có sức mạnh là 60 triệu pa và điểm tiêu diệt là 463 triệu, hơi thấp một chút nha. Với lại Q1, T4 và T5 ở đây xem nhau thôi. Và avatar ở đây thì avatar chính chủ luôn nha mọi người. Ấy avatar chính chủ nhá. Phần thông tin thêm thì có sức mạnh tối đa 60 triệu, chết 3 triệu 3. Thu thập tài nguyên 4 tỷ 7, hỗ trợ tài nguyên 3 tỷ 6 và trợ giúp liên minh là 51.000 lần. Và bạn chủ nick cũng có tâm sự với mình rằng đó là sau 500 ngày chơi game thì bạn chỉ ở duy nhất Kingdom 2158 thôi và chưa từng bay đi một lần nào. Hiện tại thì VIP bạn đã là VIP 14 rồi, thiếu khoảng gần 6.000 điểm VIP nữa là sẽ úp VIP 15 cho mọi người. VIP 14 thì mình thấy là quá ok rồi, ba chọc vàng. Các bạn cứ lên VIP 14, các bạn sẽ mắc tướng nhanh hơn rất là nhiều. Thông tin thêm thì ở đây lính có là 2 triệu rưỡi này. Ở đây thì mới chỉ có T5 kỵ binh gần 1 triệu thôi, còn lại là T4 bộ kỵ cung. Bên trong thành phố à, vâng, một skin nhà trang trí theo kiểu rất là lộn xộn bừa bộn các bạn. Không có một cái đường lối công rãnh gì luôn. Ở đây thì bạn có một cái skin nhà là cái nhà huyền thoại nơi ở của thánh thần, rất là ngon cho kỵ binh, có vẻ bạn này đam mê kỵ các bạn ạ. Còn dưới này thì mình không thấy có thêm một cái skin nhà cam nào nữa. Về phần chỉ huy đi thì sau 500 ngày chơi, bạn này đã có được đó là cao cao 5341, khá là cùi. CM 5511 tương đối là chậm nha. Saladin 5551, chúng ta có đây đó là AE hạng vũ max skill và con di song di max skill luôn. Như vậy nếu mà nói về tướng cao max thì hiện tại bạn mới chỉ có hai con anh em ạ, ít thật sự luôn ý. Và đây bạn có thêm là William 5551, Nevsky cũng 5554 rồi, gần max. Như vậy là cũng có thể nói là sắp có con Nevsky này max skill luôn. Cái này 62 chọc rồi, cần khoảng mấy ngày đăng nhập nữa thôi là max. Ở đây chúng ta có là Ishida 5512. Tướng tá thì không có gì nhiều các bạn, như vậy là sau 500 ngày chơi. Quả nick này thì cũng không thể nói là nạp ít hay không nạp được, chúng ta phải xem mới biết được nha. Hơi thở của tiền thức thứ nhất thì hiện tại mới chỉ có 111 thôi, trông khá là phế. Còn nạp đi, hiện tại thì gói đường đến vinh quang bọn còn nguyên, quỹ tăng trưởng đã nạp rồi, kho cung cấp ở đây. Không có game tháng đâu nha mọi người, như vậy đây có thể nói là một nick nạp rất là ít luôn. Thành ra là tướng tá các bạn hơi bị yếu. Xoay về trong hòm đồ thì hiện tại bạn đang có ở đây, đó là khá nhiều tài nguyên nha. Bạn này có chia sẻ với mình đó, bạn có 8 ạc phang các bạn. What? Thành ra là ở ngoài các bạn thấy là bạn còn tới là 2 tỷ 2 lúa này, 400 triệu gỗ, 1 tỷ 6 đá và 1 tỷ 9 vàng nha. Thực ra các bạn đánh chuyên kỵ các bạn sẽ cần lúa và đá là đúng rồi. Tài nguyên trong hòm đồ cũng còn nhiều luôn. Những quả đích như thế này thì sẽ không dùng đến tài nguyên ở trong hòm đồ nha. Thành ra là bạn ấy còn nhiều lắm. Mục tăng tốc này, tăng tốc xây dựng còn ít, tăng tốc huấn luyện còn nha, tăng tốc nghiên cứu ít, tăng tốc chữa thương ít. Đống tăng tốc chung này thì cũng không nhiều lắm mọi người, chắc tầm khoảng 2-3 năm tăng tốc gì đấy. Ở ô tăng mạnh đi, chúng ta đang có ở đây là 31 cái kho dự trữ cấp 5 này, một cái kho dự trữ cấp 6, 8 cái mở rộng đội quân 50%, còn lại thì chả có gì luôn, một quả nick khá là yếu nha. Và đang cần nâng cấp đồ đạc nên là mới cần phải nhờ đến bàn tay vàng của Rock F2P. Đấy, gần đây thì nhân phẩm của mình lên cao lắm rồi các bạn ạ, đập đồ nó toàn nổ ta lần thôi. Ở đây thì bạn đã có là 4 món cam rồi, đã mặc hết cho hạng vũ. Dưới này là đồ tím thôi, 500 ngày chơi. Đấy, không biết là các bạn nghĩ rằng 500 ngày chơi như thế này đã là ổn chưa. Mình thấy là đồ đạc và tướng tá thì công bằng nhận xét khách quan thì nó hơi ít thật anh em ạ. Đó, nguyên liệu thì dưới này chắc là có nhiều đấy. Bởi vì bảo mình đập tới là 4 món cam cơ mà, 4 món cam là không thể coi thường đâu các bạn. Nhiều vãi nồi luôn ý. Còn 5 cục pha lê biểu trưng luôn này. Rồi ở mục khác thì hiện tại bạn vừa mới xong pre-KVK là bạn đang có ở đây là 409 rương KVK nha các bạn. Cái rương này có thể nói là rương ngon nhất trong game rồi. Và ở đây mình sẽ mở luôn. Thôi mình mở 9 rương trước đi. 9 rương trước xem có gì ngon không, xong còn lại mình sẽ mở 400 rương nha. Sử dụng 9 rương này. Rồi, tín dụng này. Vật liệu tím, đá quý. Một cái tăng tốc 24 giờ. Wow, hai cái tăng tốc 8 giờ. Ok các bạn, như vậy là bạn này chỉ mở có 9 rương thôi mà được gần 2 ngày tăng tốc rồi. Chưa kể là một mớ tài nguyên nữa. Mình sẽ xả hết 400 rương nha. Để xem chúng ta nhận được những gì nào. Sử dụng. Wow, 37 cái tăng tốc 8 giờ. Mảnh ẩn vẽ tí chắc không cần đâu. Vật liệu này, tài nguyên đã nhiều, ngày càng nhiều thêm. Game ở đây bạn nhận được là 16 cái 200 game. Tín dụng cá nhân ở đây là 381 cái vật phẩm, 5.000 tín dụng cá nhân. Đây là vật liệu lam các thứ thôi. 15 cái tăng tốc 24 giờ. Wow, 16 cục 100 game này, không hổ danh là rương ngon nhất game các bạn ạ. Mở toàn ra đồ mà ai cũng cần thôi. Dưới này chúng ta có xương chó này,
da này, mảnh ván vẽ tím. Dưới này chúng ta có là vật liệu tím. Ở đây chúng ta có là 7 cái tăng tốc 3 ngày. Ok nhở, không nhiều lắm đúng không? 400 đường là một số lượng đường rất là lớn rồi. Ở đây chúng ta có là 107 cái tăng tốc 3 giờ nữa. Cũng ok nha anh em. Rồi, ở đây bạn có thủ sẵn cho mình đó là 34 trang hộ chiếu, thích bay đi đâu là đi luôn. Chìa vàng 44 cái, chìa khóa thần hiệu 65 cái. Rồi, dưới này vật phẩm cũng còn ít luôn. Sách giao ước hiện tại bạn đã dư 2188 cái rồi. Các bạn đã lên T5 rồi, cái quyển này là bây giờ không dùng làm việc gì hết các bạn. 62 cái thọc vàng này, tượng tướng cam các thể loại. Dưới này chúng ta có là tướng tím, tướng lam, tướng xanh lá, mấy con bảo tàng thôi. Về Kingdom 2158 thì hiện tại liên minh mạnh nhất đang là liên minh RF58 nha. 10 tỷ, top 2 là FF58, 7 tỷ 9, 8 tỷ đi. Như vậy là tổng 2 clan top đầu thôi, đã 18 tỷ rồi, khá là mạnh nha. Một Kingdom có thể nói là đánh ship A đấy. Hiện tại thì quà liên minh đã là cả cấp 25 rồi, có 3 sao luôn nha anh em. 3 sao là chứng tỏ là đã cầm cái đại Ziggurat KVK 3 lần rồi. Sức mạnh cá nhân, top 1 hiện tại đang là Asian May K58 nha, 143 triệu bao. Top 2 là Asian Tit, 128 triệu pao. Top 3 là Pain, 118 triệu pao. Một loạt nick khá là cũ nha anh em. Số lượng người chơi pao to là tương đối nhiều. Kỹ năng cá nhân, hiện tại top 1 đang là 6 tỷ 4. Top 2 4 tỷ, top 3 3 tỷ 9 cũng kêu khá là ổn nha. Cái nick của chúng ta hiện tận top 116. Như vậy là 2158 cũng là một Kingdom có thể nói là Kingdom Việt Nam đấy. Ở đây có một quả nick núp lùm này trông hơi quen, không biết là đợt trước hình như mình review quả nick này rồi hay sao ấy. Kỹ năng liên minh ở đây thì liên minh RF58 của chúng ta đã tiêu diệt được là 124 tỷ điểm nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ đi đến tiết mục đập đồ nha các bạn. Ngày xưa thì mình đã từng đập nhiều nhất một lần là 4 món cam rồi. Ở đây thì bạn này quyết định là con lay rock F2P cũng đập 4 món cam luôn, bao gồm là cái quần cho tàn bình minh, mối quần kỵ binh rất là ngon. Tiếp theo đó là chúng ta có cái áo quả báo của quân bản bóng đêm, tấn công kỵ binh 12%. Chúng ta có là vòng tay địa ngục, phòng thủ kỵ binh 7,5%. Đây là set đồ của set địa ngục nha. Và một cái giày địa ngục nữa. Và bây giờ mình sẽ mở bát với lại cái giày trước đi. Đó, mình sẽ đập cái giày trước nha anh em. Cái giày này nếu mà nổ ta lần thì sẽ cộng chỉ số máu khá là ngon. Mình sẽ ấn rèn nhanh. Ok, 20 triệu vàng. 3, 2, 1. Có. Vãi, phát đầu tiên ra luôn ta lần anh em ơi. Hảo hán. Ngon thế nhờ, mình đã bảo là đợt này nhân phẩm của mình nó đang đi lên mà. Tuyệt vời các bạn, như vậy là phát đầu tiên bạn đã nổ ta lần kỵ binh rồi. Một chiếc giày kỵ binh 7,5 cộng 2,5% máu, quá xịn sò luôn. Hên thế nhờ. Rồi, phát đầu tiên nổ ta lần luôn. Chúng ta có thêm món thứ hai, đó là món cho tàn bình minh. Đợt này thì mình đã nói các bạn rồi, đó là nhân phẩm của mình khi mà đi xuống ấy, rồi đến lúc nó đi lên ấy, các bạn nào bắt được nhân phẩm là đập toàn lên ta lần thôi. Hôm qua mình đập nổ ta lần rồi, hôm nay đến lượt cái nick Rose của chúng ta cũng nổ ta lần luôn. Sức mạnh kỵ binh 12% nào, rèn nhanh. Tiếp tục, cái này mà nổ ta lần là bá cháy này. 3, 2, 1, rèn. Có. Cái này thì rèn thành công anh em ạ, hơi đáng tiếc một chút. Tuy nhiên không sao, bởi vì khi mà các bạn đập đồ cam ở trong tựa game Ra Kingdom ấy thì các bạn chỉ có duy nhất là 11% nổ ta lần thôi. Mãi đến lần thứ 5 thì các bạn mới có 100%, tức là các bạn phải đúc một món lên tới 5 lần thì mới nổ được ta lần nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với quả áo kỵ. Quả áo này thì thật ra là cũng không thuộc cái set nào cả và cộng là chỉ số tấn công kỵ binh. Đấy, tuy nhiên thì bạn bảo mình đập thì mình đập thôi anh em. Rèn nhanh. Tiếp tục. 3, 2, 1, 15 triệu vàng. Có. Như vậy là phát đầu tiên nổ nhưng mà hai phát tiếp theo đều tạch các bạn ạ. Vâng, nhưng mà thường ở trong game này ấy, các bạn phải đập 8 món nha. Mình đã để ý rất là nhiều đích mình đập hộ rồi. Các bạn cứ phải có đến tầm khoảng 8 món đồ cam thì các bạn mới đập ra được một món ta lần nha. Đấy là cái tỷ lệ mình thấy khá là nhiều. Cái bạn Rose này là một bạn chơi rất là có tính toán nha. Kiểu bạn ấy cũng chơi trước rồi hay sao ấy, hoặc là cũng học trên kênh Rock F2P nhiều, kiểu vậy, chuẩn bị trước ấy. Nên là bạn có rất là nhiều nick farm, cũng như bạn đã tính toán đủ là bạn sẽ đập được là 5 món ca. Mình sẽ rèn luôn găng tay này đi. Nổ ta lần phát nào. 3, 2, 1. Có. Wow. Ôi, nhân phẩm gì thế này, nhân phẩm gì thế này. Như vậy là chúng ta đã có được 2 món ta lần trên 4 món cam các bạn. Đó, hiện tại nếu bạn nào muốn đập đồ cam nổ ta lần thì có thể tiếp tục nhắn tin cho Rock F2P ở dưới link Discord dưới phần mô tả video nha. Bạn rất may mắn ạ, thêm một cái găng tay kỵ binh có ta lần nữa. Một người chơi chuyên kỵ với set đồ ta lần, quá là xịn sò luôn. Ôi, ngon anh em ạ.
4 món mà 2 món ta lần. Cay thế nhở, mình đập ta xin tôi. Và món cuối cùng chúng ta sẽ có ở đây là cái trái tim thánh nữ. Thực ra đây là một món tím, nó không nổ ta lần thì cũng không có vấn đề gì. Món tím các bạn ta lần rất là dễ nha. Mình sẽ rèn nốt món cuối cùng đi. Rèn 3 2 1. Có. Vâng, xịt. Vâng, phát này xịt thì bình thường các bạn. Quá may mắn luôn. Ở đây thì ở ngoài bạn đang có gói nạp này, 2 gói luôn. Vâng, một cái nick rất êm các bạn, có thể nói nhân phẩm mình đang lên. Như vậy bạn đã có được 2 món ta lần chỉ với 4 lần đập đồ trang bị cam thôi. Đều nổ ngay phát đầu tiên nha. Cái này thì phải đến phát thứ 2. Tuy nhiên tỷ lệ 11%, rất là ngon. Và video review một quả nick của một thành viên ở nhóm K-pop của mình, cũng như là đập 4 món đồ cam cực kỳ nhân phẩm, đến đây là kết thúc rồi. Và như mình đã nói, nếu các bạn có nhu cầu đập đồ hay quay vòng cây hay gì đó mà muốn được lên TV để lưu giữ lại kỷ niệm, để tương lai hậu thế sau này nhìn lại, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình ở link Discord dưới phần mô tả nha. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để có thể xin vía từ Rock F2P nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.